đấu quốc tế diễn ra ở Bắc Kinh và Hoàng Sao đã thắng Xuyên Vân Morning với thể thức 9B. Vâng, chúng ta cùng nín thở chờ đợi cú đúc của Hoàng Sao, cú đúc đầu tiên của trận đấu. Không hề dễ dàng tí nào. Rất êm, vâng, T2 đã đưa vào lỗ một cách mềm mại nhất có thể. Chỉ cần một cú chích hai băng vòng ra, cài một chút áp phê bên tay trái là anh Hoàng Sao có thể xử lý ván đấu này rồi. Vâng, mọi thứ diễn ra khá chính xác. Nhưng không biết Hoàng Sao dùng cơ đầu cơ màu gì mà tôi thấy đầu lơ không màu xanh. Có lẽ là anh dùng một viên lơ màu hồng. Đúng như vậy, chúng ta hãy cùng nín thở để theo dõi cái pha chích bi này của anh Hoàng. Rất tốt. Như vậy là chỉ còn một viên bi duy nhất ở trên bàn thôi. Vâng, và chiến thắng đầu tiên đã thuộc về Hoàng Sao, cơ thủ của chúng ta. Một chấm đầu tiên dành cho Hoàng Sao. Và bây giờ sẽ là cú đề ba tiếp theo của anh. Chúng ta hãy cùng quan sát anh Hoàng Sao vào bộ và ra ngọn ở cú đề ba này. Mặt rất tập trung của Hoàng Sao. Vâng, lại một cú phá hoàn hảo nữa rồi. Vâng, tôi nghĩ là Hoàng Sao vào bộ hơi nhanh một chút. Vừa rồi Phan Đao đã thực hiện số cú đánh với cái pace hơi nhanh so với trung bình. Quả này liệu có cúp được không? Có cúp được không? Vòng đi đâu? Thôi chết rồi, con có may mắn gì không? Thôi chết rồi, con bi số 5 đã bị vướng đường. Đã có tình huống xảy ra, hãy xem anh Hoàng có thể vừa ăn vừa chạy đạn được. Hãy cùng chờ xem cú sút tê của Hoàng Sao ở tình huống thi đấu này. Như vậy Hoàng Sao rất thông minh, anh không thèm sút tê ăn mà phải sút tê thủ. Thủ chết San Vô Ninh, Xuyên Văn Bồ Ninh này. Và em chúng ta hãy cùng bão like, bão tim chia sẻ ngay livestream này lên tất cả các diễn đàn hội nhóm. Vì đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử mà Hoàng Sao được đối diện với Xuyên Văn Bồ Ninh. Trận đấu phải có thể nói là không phải hay mà là quá hay, quá kinh khủng. Ốc cái không? Như vậy là ốc cái rồi, Xuyên Văn Bồ Ninh đã cho con bi cái rơi xuống lỗ. Thế giới truyền thông của Ba Lan và thấy truyền thông Ba Lan tập trung vào Hoàng Sao rất nhiều. Khi Hoàng Sao đã hạ gục đương kim vô địch của giải 10 bi thế giới với tỷ số có thể nói là không thể tin nổi là 11-1 bi số 8. Và sẽ chỉ cần một cú cu lê, một băng mềm tay là có thể hào. Như vậy là Dương Quốc Hoàng đã búng thêm một chút áp phê bên tay phải để điều bi số 9. Hoàn hảo, như vậy chúng ta chỉ có thể dự đoán là trạng thái thi đấu của Hoàng Sao đang ở trạng thái tốt nhất. Vâng, như vậy là sau cú phá bi tiếp theo của Dương Quốc Hoàng, như vậy là không có bi rơi xuống lỗ và có lẽ là cơ hội đang dành cho Xuyên Văn Bồ Ninh. Vâng, và đấu nhảy như thế nào? Chúng ta cũng phải kính nể pha A băng vừa rồi của Xuyên Văn Bồ Ninh. Đã chọn một góc mở vô cùng chính xác. Vâng, không thể chủ quan này. Vâng, anh Nguyễn nói rất đúng, chúng ta hoàn toàn phải tập trung, phải kiềm chế được cảm xúc trong thi đấu của mình. Điều này là tôi đang nói để dành cho Dương Quốc Hoàng khi đối đầu với Shane Van Wing, vì Dương Quốc Hoàng phải hiểu một cái vấn đề là Shane là nhà đương kim vô địch của giải thi đấu này, và trong cái lịch sử thi đấu của World Pool Championship thì chỉ có duy nhất một người đạt được 2 năm liên tục vô địch, đó là Earl Strickland. Thì Shane Van Wing năm nay là năm thứ 2 anh thi đấu, và trong con người anh đang có một cái nung nóng quyết tâm rất kinh khủng để có thể cân bằng cái kỷ lục với huyền thoại Earl Strickland ở trong cái giải đấu năm nay. Nên đó chính là cái áp lực mà Dương Quốc Hoàng phải hiểu, mà tập trung cân bằng lại chính cảm xúc của mình. Hãy quên đi tất cả những chiến thắng vừa qua của anh và tập trung vào từng ván đấu với Shane. Vâng, chúng ta cùng chứng kiến cú phá đầu tiên của Shane Van Boning. Như vậy là đã có bi mục tiêu số 1 rơi xuống lỗ. Và bây giờ hình bi có bi số 2 là có thể ăn vào lỗ giữa phía bên tay trái. Vâng, và như vậy là Shane đã phải tính carom rồi, để sau va chạm với bi 9 không thể tránh được. Để ra cộng, chúng ta còn nín thở xem có ra thuận lợi không. Cao lên. Ôi, vẫn còn nguyên má. Còn nguyên má. Và tình huống sẽ va vào con bi số 9 rồi, nên kiểm soát một cái lực bi vừa phải. Đó chính là cái bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.
chúng ta phải dành lời khen cho Shane Van Linh nữa. Ơi, như thế nào? Con bi số 9 vẫn đứng im ở cửa lỗ sau tình huống có thể là khó hiểu vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại cái pha vừa rồi. Vâng, như vậy là Dương Quốc Hoàng vừa bước ra và nâng tỷ số lên 3-1. Điều gì vừa xảy ra? Tôi vẫn chưa kịp nhìn. Chúng ta đến với rách đấu tiếp theo, rách đấu thứ 5 của trận đấu. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Hoàng Sao. Tiếp tục là con bi số 1 lại rơi xuống lỗ và anh Hoàng. Bi số 2 đi đâu? Đúng. Hãy đứng ở vị trí đẹp, vâng, đẹp nhất rồi. Có thể nói là đẹp nhất ở trên bàn dành cho Hoàng Sao. Không biết là lúc này là tâm lý anh ra sao. Rồi. Chính xác rồi. Chỉ còn 4 con bi và con bi số 6 chỉ cần một cú chích nhẹ. Một băng đá nhìn thấy bi số 7 là xong rồi. Quá đẹp. Vâng, chỉ còn 3 bi nữa thôi. 7. Như vậy có lẽ sẽ là cú trô Hoàng Sao trô hai băng đặt một chút áp phê để điều vòng lên bi số 9. Vâng, rủi ro lớn nhất là cái lỗ 5 kia thôi. Nếu Hoàng Sao né được thì không vấn đề gì cả. Chính xác rồi. Vâng, như vậy là điều bi như đặt. Quá đẹp cho Hoàng Sao, lại tiếp tục là một cơ dọn bàn. Vâng, và sẽ rách đấu thứ 5, tỷ số lại nghiêng về Hoàng Sao, đã được nâng lên 4-1 rồi. Nào, chúng hãy nín thở nào. Một vào lỗ, hình đẹp, hình đẹp. Ồ, vâng, như vậy là chết cái rồi. Khá không may cho Hoàng Sao, viên bi cái đã rơi xuống lỗ sau một cú va chạm. Có thể thấy là Shane vừa thực hiện một cú chích cái kéo ngang để điều bi số 2 ở vị trí có thể nói là đẹp nhất. Hôm nay và thời điểm hiện tại đang được rất nhiều cái sự chú ý của tất cả các tay cơ cũng như giới truyền thông của Ba Lan sau cái trận đấu có thể nói là làm nên lịch sử tối qua. Chạy đạn luôn, 2 cộng 3 và 8. Có lẽ Shane đã nhìn đang ra liếc má cộng 3 và 8 rồi. Rõ là bi số 3 vào bi số 8 này sau khi cộng xong thì Shane có kiểm soát để cho bi cái quay về được hay không? Ở cái đầu cơ này chắc là cú chạy đạn thôi, hay cân. Vâng, có thể là sẽ là thủ bi hoặc cân. Thủ bi sau bi cái sau bi số 8. Vâng, cú bank shot. Bank shot chưa bao giờ là một thách thức đối với Shane Van Gunning. Đối thủ đánh vô địch rất nhiều giải bank shot rồi. Nhưng cú cân vừa rồi của Shane Van Gunning tôi nghĩ là đã cắm quá nhiều với băng cứng của bàn Diamond thì đã tạo ra một cú góc cọc lớn hơn so với Shane Van Gunning dự kiến. Vâng, như vậy là Shane đã lựa chọn phương án công luôn không thủ và đó chính là cơ hội dành cho Hoàng Sao cho chúng ta. Vâng, chỉ còn 4 bi mục tiêu trên bàn thôi và đó là một cái cơ hội rất tốt mà Shane Van Gunning đang dành cho Dương Quốc Hoàng. Thế hiện tại chúng ta xem Dương Quốc Hoàng đánh cũng thanh thoát hơn và khỏe khoắn hơn trước đây. Và đối với tôi thì tất cả những cơ thủ nào mà dám đập bỏ những cái cũ đi để xây dựng cái mới, tạo ra phong cách riêng cho mình thì đấy là những cái nỗ lực phải nói là phi thường. Thì đánh khó rất dễ cho đại tê, viêm phải ăn đã. Vâng, Hoàng Sao đã quyết định điều ra một má chém để đánh, không phải trô kéo hay áp phê gì cả, chỉ là đẩy trơn và kiểm soát lực thôi. Vậy có lẽ hình như Hoàng Sao đang muốn đánh 3 băng về điều bi số 9. Sẽ là má kéo bi thuận hơn. Vâng, chính xác là như vậy. Hoàng Sao lựa chọn phương án đánh bi thoát tay hơn. Vâng, vâng, rất kinh nghiệm. Vâng, đỗ tận cửa cho bi số 9 rồi. Vâng. Hồi hộp quá. Rồi, Hoàng Sao chúng ta đã trở lại. Vâng, quá tuyệt vời dành cho Hoàng Sao. Vâng, tỷ số là 7-9. Vâng, Hoàng Sao đã quay trở lại bàn rồi. Trông mặt rất tập trung, ánh mắt nhìn rất sắc. Huyền thoại của Hoàng Sao như vậy là bi số 1 đã rơi bi cái lui ra. Lui ra rồi. Đúng rồi, không chết lỗ bảy vàng. Quá đau tim ở tình huống vừa rồi. Vâng, rất là đẹp. Vâng. Anh Quang rất là đẹp. Vâng, đúng rồi, bi này không phải vội, bi này không phải vội. Bi này ở má khá mỏng để giữ lực. Nên anh cứ bình tĩnh. Vâng. Ui, sao mà đi chậm. Ui, thật là kinh khủng quanh Hoàng Sao như này, có thể đánh một con bi đau tim mức độ rung tim cho người hâm mộ đến như thế. Hoàng Sao cũng rung tim. Vâng, con bi nó Hoàng chạy. Hoàng Sao vẫn rất lịch sự xin lỗi. Con sư được bỏ. Bi đấy không phải xin lỗi,
đấy là một lực tuyệt hảo. Các bạn. Vâng, mà chỉ có một beat nữa thôi. Như vậy là hình như đã phải hơn 40.000 người xem đang trực tiếp theo dõi Hoàng Sao thi đấu ở trong cái trận. Vâng, xin được chúc mừng Hoàng Sao của chúng ta đã rút ngắn tỷ số xuống còn 8-9. Vào rồi, một vào rồi, tránh ra. Rồi. Ở tình huống này thì khả năng cộng là được, nhưng má bi nó hơi, nó ở phía dưới con 3 thì cộng dễ hơn, ở đây có vẻ hơi khó. Vâng, nhưng tôi nghĩ cộng hay chém đây. Đây mới là cân não của Hoàng Sao. Quyết định chém rồi. Chém bên này không phải là khó. Đấy, cũng phải khá mỏng. Hoàng Sao ơi gọi. Ê, rồi Hoàng Sao đã gọi extension rồi. Rồi nhớ rồi, đã tập nhiều lần rồi. Vâng, vâng. Đó là cái kinh nghiệm vàng. Vâng, chúng ta nín thở xem Hoàng Sao xử lý bên này. Con này thì không thể dò được mà Hoàng Sao sẽ chém mà mượn má 9 về nhìn thấy má 4. Đấy, đúng là như thế. Mượn một qua băng phải qua 7. Đi qua đi, gió thổi đi. Ôi giời. Đang đi lại hết xăng như thế với đèn chứ nhỉ. Một tí nữa thôi. Ôi giời. Nên không vấn đề gì cả. Quá tuyệt vời, vâng, vẫn không thể tin nổi. Một cú sút tê trô có thể nói là mang thương hiệu của Hoàng Sao. Vâng, cú sút tê đấy tôi nghĩ như là đâm thẳng vào tim của Shane Van Morning rồi. Vâng, Shane Morning một cú đóng chặt Shane Van Morning vào ghế. Đã nhìn thấy chưa? Thêm nữa. Vâng, Shane đã nhìn thấy Hoàng Sao của Việt Nam chúng ta đánh chưa? Ủa tôi hô. Quá anh Quang ơi. Đã cho chúng ta xem cái góc này. Vâng, Dương Công Hoàng quyết định thủ. Vâng, đó là điều chúng ta cần. Dương Công Hoàng rất khôn ngoan. Nào, con bi số 2 không thể hoàn hảo hơn được. Hãy thử xem Shane làm gì. Ui giời ơi, Shane A băng hay đến như thế được. Vâng, chết lặng rồi. Hay đến như thế được, chạy đạn đã khó đến thế rồi mà ông vẫn A băng chết. Tôi đến chịu ông rồi. A băng chết còn điều ra 3 vô cùng đẹp. Ra góc chỉ cần trô nhẹ lại là có rồi. Vâng, không sao, chúng ta vẫn cứ hy vọng. Vì theo thống kê thì một tỷ lệ rất lớn là ván hưu luôn luôn có vấn đề. Rất mỏng dư dày đi. Vâng, Shane chạy đạn rồi. Tầm này là Shane cũng cẩn thận rồi. Vâng, và ít nhất là chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta cũng đã có phần thành hiện thực. Dương Quốc Hoàng đã có cơ hội vào bàn. Vâng, chúng ta hãy cùng cổ vũ đi, hãy cùng cầu nguyện đi, thả tim, thả hải lại. Hãy cùng khấn vái hoặc là bất kỳ cái điều gì đó mà tâm linh hay này nọ cũng được. Nào, hãy nhìn Dương Công Hoàng. Ui giời ơi, như thế nào đây? Thật không thể tin nổi. Không thể tin được. Cú sút tê cân một băng có thể nói mang tầm cỡ của vũ trụ, của thế giới, của nói chung là không thể có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được cái cảm xúc lúc này của Hoàng, của tôi nữa. Vào phút 89. Vâng, thật kinh điển. Vâng, vâng, như vậy là tiếp tục một cú chém bi số 2 ở một cự ly đầu bàn, cuối bàn, đầu sông, cuối sông mà Hoàng Sao đánh một phát giữa lỗ luôn. Vâng, chúng ta cùng nín thở. Bi cuối cùng. Không còn dám nhìn vào màn hình nữa. Nào, khi nào tiếng bi chưa? Sẽ rơi ở đây. Vâng, như vậy tỷ số đã là 10 đều dành cho Hoàng Sao của Việt Nam. Hoàng Sao đã lên đỉnh rồi. Vâng. Các bạn. Một ván đấu có thể nói là vô tiền khoáng hậu khi mà Hoàng Sao của chúng ta thực hiện một cú sút tê cân một băng bi số 1. Một bình tĩnh lại. Vâng, một thế bi làm khá nhiều mục tiêu một lúc. Không biết Hoàng Sao có làm được không. Cùng nín thở nhìn xem. Vâng, như vậy là con bi số. Ý giời, đừng có dính bi cái sau 8. Ui giời ơi, sao lại đen đến thế. Để hiểu điều gì cậu đang xảy ra. Thực ra là trong đường bi vừa rồi, Hoàng Sao đã chủ động là điều để đưa bi số 2 lên khu vực giữa bàn sau cú cộng. Tuy nhiên là bị lỗi. Vâng, tí lực thôi. Nói chung về cơ bản là khi cố gắng thực hiện nhiều mục tiêu vào trong một đường cơ thì rất có lỗi. Sút tệ. Vào rồi. Ui giời, quá tuyệt vời. Khả năng tuyệt vời. Anh có thấy là tuyệt vời Hoàng Sao. Anh có thấy là Hoàng Sao đang vừa thực hiện cú sút tê rất nhanh. Vâng, và rất bình tĩnh, rất thắng, nằm trong hoàn toàn trong thắng đáo, trong sự tính toán của Hoàng Sao. Vâng, chúng tôi đang líu hết cả lưỡi. Ôi giời ơi, bi số 3 tại sao lại rơi xuống lỗ rồi. Vâng, đau tim. Vâng, tôi đau tim quá. Không thể nào, không thể. Ôi, bình tĩnh hơn. Tôi đã đứng dậy để bình luận, không vâng, ngồi vâng, được nữa. Vâng, vừa nãy bi số 2 của anh đã đứng dậy lấy để bình luận rồi. Anh Quang rồi, còn bi số 3 này vâng, đã lấy mất trái tim của tôi rồi. Ui giời.
cùng nhìn vào. Tôi không rõ là con sáu này có còn đường hay không đi chăng nữa. Vâng, bây giờ tôi gần như không nhìn thấy gì ở trên bàn nữa. Nghiêng gần như nghiêng cả bàn vẫn đang chơi quá tuyệt vời. Không thể tin nổi. Còn 3 bi nữa thôi. Vâng, còn 3 bi nữa thôi. Vâng, một lần nữa xin mời tất cả quý vị hãy cùng khấn vái hương khói hay làm bất kỳ điều gì để mang lại may mắn cho vận động viên chúng ta bằng mọi hình thức khác nhau. Làm gì cũng được. Đây vâng, rồi. Rồi, vâng. Còn một bi rồi. Mạnh đâu, lên dừng, rồi rồi. Dừng. Rồi, đẹp nhất rồi. Vâng, ô tô đỗ tận cửa rồi. Xe đã gãi mồm rồi. Vâng. Vâng. Vâng, dù xe bị tôi phải nín thì tôi vẫn nhìn thấy, vẫn nghe được tim mình đang đập. Vâng. Quá đẹp rồi. Nào. Vâng. Chỉ còn một bi nữa thôi. Nào không anh Nguyễn hãy cùng tôi hô vang hai chữ Việt Nam vô địch và Việt Nam vô địch. Quá kinh khủng, cho dù chưa phải vô địch, chiến thắng này của Hoàng Sao gần như một chiếc vô địch của Việt Nam tại trận thi đấu này.